nhân du lịch nằm trong loạt nội dung Họ sống thế nào trong đại dịch do Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp thị phối hợp thực hiện. Và nhân vật khách mời ngày hôm nay của chương trình là bà Thân Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Quốc Anh. Và ngay bây giờ thì Uyển Cầm xin phép được kết nối với bà Thanh để chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chào bà Thanh ạ, ngày hôm nay thì Uyển Cầm rất là vui khi bà nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Thì không biết rằng là bà đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay chưa ạ? Chị sẵn sàng rồi, cảm ơn em. Và cả câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho bà rằng là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì chúng ta thấy rằng là đang có rất là nhiều những khó khăn mà doanh nghiệp hoạt động du lịch đang phải đối mặt. Vậy thì đối với doanh nghiệp của bà đang phải đối mặt trước những thử thách và khó khăn nào? Xin chào các anh chị và các bạn. Thực sự tôi rất là cảm ơn báo Sài Gòn Kinh tế và Sài Gòn Tiếp thị đã tạo điều kiện cho bên công ty du lịch Quốc Anh có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thực tế mà nói thì cái giai đoạn mà Covid ập đến thì tất cả các ngành nói chung và ngành du lịch nói riêng gặp rất là nhiều khó khăn. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi cũng vậy. Thì khi mà Covid ập đến cái lần này là lần thứ tư thì nói chung là cũng thực sự là đứng hình rồi đấy. Bởi vì ba cái lần Covid đợt trước thì tôi nhớ là cái đợt Covid đợt đầu tiên ấy nó rơi vào tầm khoảng tháng 2 năm 2020, thì lúc đó thì là Covid đến thì nó vào cái mùa lễ hội ấy. Thì thực ra doanh nghiệp chúng tôi cũng có rất là nhiều cái đoàn mà đi vào dịp lễ hội ấy thì phải dừng lại. Nhưng sau cái thời điểm đấy thì chỉ có 2 tháng thì cũng đã ổn. Và chúng tôi khai thác chủ yếu là về cái khách nội địa ấy. Thì đến tháng 5 các đoàn lại ký rất là nhiều. Và ký đến mấy chục đoàn một lúc ấy. Thì là đang thực hiện tour thì lại đến tháng 7, ngày 28 tháng 7 và 24, 28 thì tôi nhớ cũng không rõ lắm. Tuy nhiên là khi mà xảy ra cái Covid đợt 2 ấy, thì đúng là cái thời điểm này là vào cái giữa cái mùa du lịch nội địa thì thực sự là cũng khó khăn. Lý do là vì tour tuyến của chúng tôi là liên quan đến vé máy bay, thì hầu như là vé máy bay của chúng tôi là bảo lưu trong vòng 3 tháng với hãng hàng không mới hoàn lại tiền. Thứ hai nữa là đặt cọc rất là nhiều khách sạn, các khách sạn ở trên toàn quốc cũng nói chung là họ cũng tạo điều kiện cho chúng tôi là không bách lại tiền nhưng mà để gối theo những cái tour tiếp theo ấy. Nhưng mà cũng từ cái đợt Covid đợt 2 đến giờ thì nó cũng xảy ra liên tiếp những cái đợt Covid và khách hàng gối thì hiện tại vẫn còn một số cái khách sạn vẫn đang giữ tiền. Đấy là về cái khó khăn. Thứ ba nữa là về một số cái đơn vị họ cũng không muốn đi du lịch bởi vì trong cái tình hình họ đi trong cái trạng thái lo lắng ấy thì họ cũng không muốn đi. Đấy là những cái khó khăn mà Covid, khi mà Covid mùa thứ 2 đến mùa thứ 3 và mùa thứ 4, thì mùa thứ 3 thì thực ra là nó cũng vào cuối năm ấy, thì lễ hội nó cũng không có mấy, tuy nhiên là khách Sài Gòn và khách Đà Nẵng ra ngoài này ấy, thì cũng khá là đông. Thì lúc đó dịch Covid lại ở ngoài Bắc nhiều, cái lượng khách Sài Gòn và khách Đà Nẵng ra thì cũng lại mắc phải vé máy bay tiếp, và chúng tôi lại trong một cái tình trạng nữa là cái tình trạng đọng vốn của các đoàn du lịch từ Sài Gòn và Hà Nội ra. Đấy, rất là nhiều khó khăn. Và đến cái giai đoạn này thì cái giai đoạn thứ tư thì cũng thực sự là rất là khó khăn rồi. Thì thực sự là đến cái giai đoạn này mà các công ty du lịch mà vẫn còn tồn tại để tiếp tục hoạt động du lịch là cũng vào cái tình trạng là rất là yêu nghề. Đấy, thì doanh nghiệp chúng tôi thì vẫn song song hoạt động du lịch trên cái phương án là cứ nếu mà có Covid thì lại cho nhân viên làm online, còn xong hết Covid thì lại tiếp tục đi làm, cứ luân phiên như vậy. Nó gặp rất là nhiều khó khăn. Giai đoạn thứ tư này thì cũng chưa biết thế nào cả. Dạ vâng ạ, khi mà Uyển Cầm được lắng nghe những chia sẻ từ bà thì chúng tôi nhận thấy rằng là rõ ràng là doanh nghiệp của chúng ta đang gặp với rất là nhiều những trở ngại. Thế nhưng Uyển Cầm muốn hỏi một xíu, một cụ thể một chút, đó là những chính sách cụ thể như thế nào để mà doanh nghiệp của bà đang áp dụng để làm sao mà mình đối mặt với những thách thức hiện tại ạ?
Thực ra thì kích thước thì cũng phụ thuộc vào, theo mình thì cũng theo tôi ấy, thì là vẫn phụ thuộc vào COVID. Lý do là vì như này, khi mà COVID ập đến thì thứ nhất là cái thách thức về cái đối tượng là cán bộ công nhân viên làm tại công ty, thì tôi cũng nhận thấy một điều là như thế này, các bạn đấy thì khá gắn bó lâu dài với công ty thì phải giữ lại những cái thành phần chủ chốt cho công ty, còn lại những cái thành phần mà chỉ là cộng tác viên thì đương nhiên là cũng tạm thời là phải cho nghỉ, chỉ giữ lại những thành phần cốt cán. Chúng tôi thì cứ khởi động đi khởi động lại, nhưng mà những cái thành phần mà cốt cán là vẫn phải giữ lại. Hai nữa là về cái kế hoạch, thực ra đến cái lần này là lần COVID thứ tư rồi ấy, thì phương thức là cũng phải có những cái kế hoạch khác cho cái chứ không phải chỉ tồn tại về du lịch nữa, mà phải làm song song cùng một mảng khác nữa. Thì công ty cũng đã đưa ra một cái định hướng là bên cạnh làm việc về lĩnh vực du lịch vẫn giữ những thành phần cốt cán quảng cáo về du lịch, thì chúng tôi vẫn làm song song với mảng bất động sản nữa, để quảng cáo song song cùng hai bên hỗ trợ nhau để vượt qua mùa dịch này. Vâng ạ, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng là có vẻ như là hoạt động du lịch ở các tỉnh thành phía Bắc dường như đang bắt đầu ấm hơn lên rồi, bởi vì là tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành phía Bắc so với các tỉnh thành ở phía Nam thì có phần nào đó khả quan hơn. Thì không biết rằng là tình hình hoạt động du lịch của doanh nghiệp của chúng ta dạo này như thế nào ạ? Thực ra thì ở ngoài phía Bắc này cũng so với miền Nam là cũng ấm hơn rồi đấy. Tuy nhiên là cũng một vài ngày vừa qua thì cũng thấy tình hình cũng hơi căng một chút. Tôi nhận thấy là như này, du lịch ở ngoài phía Bắc này ấy, thì là họ đi theo cái xu hướng gia đình nhiều hơn. Đấy, thì là khi mà đến các resort hay là đến các dự án của FLC Vinpearl ấy, thì họ đón tiếp là ok, nhưng mà phải với điều kiện là phải có 2 mũi tiêm chủng trở lên và có cái giấy xét nghiệm âm tính. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh doanh theo kiểu là khách khách họ tự đi theo hình thức gia đình ấy, nhận nhận thấy là khách tự đi theo hình thức gia đình thì chúng tôi đã hướng tới những cái khách mà đi lên những cái resort ở trên miền núi, ví dụ như là Hòa Bình, Sapa hay là đi xuống Hạ Long. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Ngoài cái phương thức mà đi theo hình thức gia đình thì là họ đi theo những cái phương thức là nhóm nhóm nhỏ, nhóm tầm khoảng 10 người đổ lại chẳng hạn, để tránh những cái tình trạng Covid đấy. Thì là trên trên cái nhìn nhận trên cái phương hướng đấy và tiếp tục đi theo cái lộ trình mà doanh nghiệp phải đi với lại dạng Covid hiện nay ấy, thì tôi đã điều chuyển là nhân viên làm theo hướng là chủ yếu là nghỉ dưỡng, nghỉ hình thức gia đình và theo nhóm là chính. Dạ, như vậy thì những kế hoạch hay là những chiến lược sắp tới của doanh nghiệp chúng ta là gì ạ? Lúc nãy thì Uyển Cầm cũng nghe bà có chia sẻ nhiều hơn về kế hoạch trong tương lai của mình, đó là mình sẽ phát triển những loại hình trải nghiệm nhiều hơn đúng không ạ? Ra giai đoạn này thì các nghiệp du lịch, công ty du lịch Quốc Anh cũng như là các công ty du lịch khác trên địa bàn Hà Nội thì hầu như là cơ bản là duy trì hoạt động với cái phương thức là dịch chuyển khách, đón khách theo hình thức là nhóm gia đình và những cái nhóm nhỏ đi theo hình thức là quanh quanh Hà Nội thôi, chứ để đón khách Đà Nẵng, khách Sài Gòn là không đón được rồi, đi outbound cũng không đi được, cũng như inbound thì cũng không đoán được, mà cũng chưa biết là tình trạng này sẽ diễn biến như thế nào. Đấy thì bên tôi thì cũng thực hiện là trước tiên là cũng theo cái hình thức đấy trước, sau đó thì là vẫn kinh doanh thêm một mảng nữa, đấy là mảng bất động sản. Vì từ cái dịch Covid đợt 1 ấy thì là bên công ty cũng đã định hướng là đầu tư bất động sản rồi, nhưng mà đến đợt 2 rồi lại bùng phát tiếp đợt 3 và đợt 4 thì cũng thấy là ngành du lịch cứ mỗi lần bùng phát như vậy là rất là khó khăn. Mà người làm du lịch thực sự là cứ thấy Covid là đứng tim đứng hình luôn. Đấy nên cũng cũng phải tìm ra cái phương hướng kinh doanh để làm sao mà nhân viên có việc mà công ty vẫn có doanh thu, để làm sao mà
mà công ty vẫn tồn tại được trong cái mùa dịch này. Vâng ạ, à, vậy thì doanh nghiệp của bà có nghĩ đến thị trường khách quốc tế trong khoảng thời gian tới không ạ? Ra đối với lĩnh vực du lịch mà nghĩ đến thị trường quốc tế trong giai đoạn này thì thực sự là cũng chưa chưa dám nghĩ tới, bởi vì trước đây công ty du lịch Quốc Anh thì làm chuyên về mảng outbound các thị trường ví dụ như Đông Nam Á, Thái Lan, Lào, Campuchia hay là một số nước ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái giai đoạn sau cái đợt dịch thứ tư này thì tôi cũng nghĩ rằng là để đón được khách từ Việt Nam đi hoặc là đón được khách nước ngoài vào Việt Nam là rất là khó khăn, nên cũng trong giai đoạn này là cũng đang chờ đợi thôi, chưa chưa dám quyết định gì cả. Vậy thì đối với khách du lịch trong nước thì bên doanh nghiệp của mình sẽ có những chính sách như thế nào để bảo vệ cho du khách vừa du lịch một cách an toàn và vừa có những cái trải nghiệm thú vị ạ? Đối với khách nội địa giai đoạn này thì là thực tế thì những cái resort cũng như là những cái khu vui chơi nghỉ dưỡng họ đưa ra rất là nhiều cái voucher hấp dẫn cho khách hàng. Chúng tôi cũng cũng chưa biết là dịch Covid nó sẽ diễn biến như thế nào, thì cũng hiện tại là cứ bán các voucher trước và gia hạn các voucher đến năm 20 cuối năm 2021 đến năm 2022, thì là khi nào mà cái dịch nó ổn cái là khách đi được là đi, còn trường hợp khách không đi được lại bảo lưu lại cái dịch vụ của khách hàng để làm sao mà khách vẫn yên tâm để mua cái voucher của bên công ty tôi. Đấy, cũng như là sử dụng dịch vụ khi nào mà an toàn thì là sẽ cho khách đi, không an toàn thì vẫn bảo lưu lại cho khách. Đấy là cái phương hướng của chúng tôi. Dạ vâng ạ, Uyển Cầm cũng như là ekip thực hiện chương trình rất là cảm ơn những chia sẻ chân thành và thiết thực từ bà. Tuy rằng chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp hoạt động du lịch đang gặp phải những khó khăn trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhưng mà Uyển Cầm tin chắc rằng với những chính sách, với những kế hoạch sắp tới trong tương lai của mình, hy vọng là bức tranh của tình hình hoạt động du lịch sẽ ngày càng khả quan hơn và gặt hái được nhiều thành công ạ. Vâng ạ, và tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp Thị cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến bà Thanh. Mong rằng bà sẽ có sức khỏe thật là tốt và ngoài ra thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn ạ. Mà công ty du lịch Quốc Anh thì xin gửi lời tri ân tới báo Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp Thị. Chúc cho báo ngày càng có nhiều bạn đọc hơn. Cảm Dạ ơn vâng em. ạ. Dạ, xin chào bà ạ. Em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình được tổ chức, phát động và điều phối bởi tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Và đừng quên theo dõi những số phát sóng tiếp theo của chúng tôi trên fanpage cũng như là kênh YouTube của Sài Gòn Tiếp Thị, group sáng kiến điểm đến an toàn. Còn bây giờ, Uyển Cầm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.